F4. Có lẽ là cái tên mà chỉ cần nghe mọi người cũng hiểu nó nói về điều gì. Không phải nhóm F4 đó, cái đó là A4, những thành viên top đầu của lớp 12A1. Còn F4 mà tôi nhắc tới là F4 của trường này chỉ là nói với bọn tôi, những học sinh lớp chót của trường có thành tích top đầu, nhưng mà từ dưới đếm lên. Gì trời, sáng sớm mà rần rần, tụi nó cũng có khác gì mình đâu. Cũng có một cái đầu, hai con mắt, hai lỗ tai, hai lỗ mũi, hai cái miệng. Ê, một à, một cái miệng á, không nhiều đó à, mà cũng sùm trí xóe lên. Nói như mày á, mày cũng một đầu bồn não như tụi nó đó, mà sao lúc nào người ta cũng đứng hạng nhất? Còn mày sao? Tao sao? Mày động não đi. Trời ơi, mỏi tay quá à, tụi mình phải đứng đây tới bao giờ nữa? Thằng cái tay lên. Tôi không hiểu nổi tụi em luôn. Phải chỉ học hành mà chịu để ý bằng một nửa có tính nhiều chuyện, thì bây giờ đâu phải đứng ở đây. Thầy à, bớt khó tính đi một nửa thì đâu phải ế tới giờ. Thôi thầy ơi, sắp tới giờ học rồi, cho tụi nhỏ vào lớp đi để còn chuẩn bị học nữa. Đi về lớp đi. Dạ. Top học sinh lúc nãy là của lớp 12A13 đúng không thầy cô? Đúng rồi. Chào thầy. Thầy là... À, đây là thầy Tuân, giáo viên mới của trường mình á. Và cũng là giáo viên chủ nhiệm mới của lớp 12A13 luôn. Thay cho cô Hương vừa mới sinh em bé. Rất hân hạnh. Chào thầy. À, em cứ đi thẳng cuối hành lang là tới lớp 12A13 nha. Dạ, em cảm ơn cô. Thôi, em xin phép nha. Xin phép thầy. Chào thầy. Tiếc quá. Tiếc cái gì? Thì vừa trẻ nè, vừa đẹp trai. Mà không biết sao có đắc tội gì với thầy hiệu trưởng không nữa. Tự nhiên mới vào dạy mà đã bị phân công cho cái lớp 12A13 trời đánh đó đó. Không biết là trụ được một tháng không nữa. Ủa, tính ra là tôi cũng bị phân công dạy lớp đó mà. Sao cô không tiếc cho tôi? Cái gì cũng có lý do của nó, không có được đẹp trai mà. Ê cô Lệ, cô nói ai vậy? Cũng ok mà. Cùng nhau và đi đến nơi thuộc về riêng chúng ta, ở nơi xa xôi đó bao muôn phiền sẽ trống qua. Tình dành trọn cho nhau không thể nào xa cách đâu, dẫu đang nghe qua mái đầu hay khi chiều mưa úa màu. Trôi qua khi ta về chung mái nhà, bên nhau là một món quà mãi mãi không muốn rời xa. Đâu thầy đâu bị đâu, ở đây bụi quá đó, cho nên thầy ho thôi. Mà chắc em là cả lớp đứng. Lớp trưởng rồi, mọi người ngồi xuống đi. Trời ơi, bây giờ nó đi xem phim rồi đâu mà đã rồi. Ê, tối lát tôi đi học dùm với ăn cái gì mọi người. May quá. Rồi trật tự đi. Thầy là Tuân, là giáo viên dạy môn ngữ văn, đồng thời cũng là giáo viên chủ nhiệm thay thế cô Hương. Trật tự đi. Trật tự. Lớp trưởng. Dạ. Em nhìn kìa,
Em nhìn xong rồi. Em thấy gì? Sĩ số đủ. Thầy cũng thấy sĩ số đủ mà. Em không thấy á, trong cái top đủ này mọi người đang rất là ồn. Em giữ trật tự được không? À, cả lớp tập trung, thầy phát lì xì. Hả? Lì xì hả? Lì xì. Lì xì. Yeah. Cái gì mà lì xì? Phải nói vậy tụi nó mới im. Lắm trò quá. Được rồi, thầy giới thiệu lại một lần nữa. Thầy tên là Tuân, giáo viên dạy văn, đồng thời được nhà trường bổ nhiệm vào đây làm giáo viên chủ nhiệm của lớp mình. Ok, được rồi, để thắt chặt lại tình đoàn kết của lớp mình, mời ban cán sự đứng lên giới thiệu bản thân nha. Lớp trưởng. Em tên là Bích Phương. Ừ. Như đó thôi hả? Em ngồi xuống đi. Vậy trong lớp mình bạn nào là lớp phó học tập? Dạ em. Em. Dạ. Học tập dữ chưa? Dạ thưa thầy, em tên là Gia Hoàng. Gia trong Gia Hoàng, Hoàng trong Hoàng Gia. Ba em cao 1m8, mẹ em cao 1m7, em cao 1m78, nặng 61kg. Thôi được rồi, rồi, được rồi, được rồi. Em ngồi xuống đi. Vậy ai là lớp phó văn thể mỹ? Dạ em. Em thầy, em tên Thanh Thảo ạ. Thảo ơi. Dạ. Em phải đứng lên để nói chuyện với giáo viên ấy. Thì em đứng mà, em đâu có ngồi đâu thầy. Thầy kỳ quá à. Thầy xin lỗi. Vậy trong lớp mình ai là lớp phó lao động? Dạ, là em, thủ khoa. Thủ khoa? Nãy giờ thầy chịu cái tên này nha, nghe có tiến bộ. Chịu. Thủ khoa khá nhờ. Thôi được rồi, thầy cũng coi sơ qua bảng thành tích học tập của các em và thấy vấn đề chung của lớp đó là mất tập trung, cho nên thầy sẽ ra quyết định đầu tiên, đó là thay đổi chỗ ngồi của các bạn. Lớp trưởng, em với bạn lớp phó văn thể mỹ ngồi chung nha. Mệt quá không chơi nữa đâu. Nóng quá. Ủa, bà không vẽ tranh nữa hả? Không, bực mình. Còn tâm trạng ở đâu vẽ tranh. Tự nhiên cái khổng biết không, chuyện ngồi gần nhỏ khó ưa đó. Chuyện thì nó lớp 10 rồi, vẫn chưa quên nữa hả? Nghĩ sao vậy, quên sao được mà quên. Nhật Minh là mối tình đầu của tôi mà. Không tại con nhỏ khó ưa đó. Thì giờ tôi Nhật Minh chắc có lẽ là tay trong tay hạnh phúc lắm. Nhưng mà hình như tôi thấy bà Phương đâu quen Nhật Minh đâu. Thì đúng rồi. Nghĩ sao vậy? Nghĩ sao quen được Nhật Minh của tôi? Con nhỏ xấu xa đó, Nhật Minh không thèm nó đâu. Thôi mà kệ bà đi. Xuống chơi tiếp nè. Không. Đi, đi, đi xuống đi chơi. Không. Đi, đi xuống chơi. Xuống chơi chung đi. Làm cái gì vậy? Sao kéo chân bạn? Ủa thầy, em rủ bạn xuống đánh cầu. Nhưng mà thầy ra đây chơi cầu lông với em hả? Đâu có đâu, thầy tan làm thầy đi về thôi. Với lại cầu lông cũng đâu phải chuyên môn của thầy. Vậy sao thầy không về đi? Thầy đang chi vậy? À, thầy có chuyện muốn hỏi em. Dạ. Hình như là sau này em muốn trở thành một tuyển thủ cầu lông quốc gia đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy em biết hết những điều kiện để được xét tuyển vào đội tuyển quốc gia chưa? Dạ, các điều kiện thì chỉ cần chơi cầu lông giỏi là được mà thầy.
Đúng, nhưng mà chưa đủ. Em biết đó, để được xét tuyển vào đội tuyển cầu lông quốc gia thì phải có 3 tiêu chuẩn. Đầu tiên là phải là công dân Việt Nam. Thứ hai, em phải có trình độ chuyên môn và đủ điều kiện để cho ban huấn luyện xét tuyển em. Thứ ba là phải có phẩm chất đạo đức tốt. Em biết chưa? Dạ. Nhưng mà ý thầy là sao? Em vẫn chưa hiểu. Em chưa hiểu hả? Hai điều kiện đầu á thì thầy thấy em đủ. Nhưng mà phẩm chất đạo đức tốt với thành tích học tập liên tục đội sổ như em cao lắm thì hạnh kiểm trung bình thôi. Mà bây giờ là học kỳ cuối của cấp 3 rồi. Nếu mà 3 năm liên tiếp em không có học kỳ nào được hạnh kiểm tốt thì coi như tập không đủ điều kiện để xét tuyển. Hiểu ý thì không? Trời ơi, OMG luôn á. Ê, bọn mày định học thiệt luôn á hả? Không biết. Tao mới cân bằng từ trước đến giờ. Từ nhỏ đến lớn tao chỉ giỏi cầu lông, cho nên mới biết chơi cầu lông thôi, chứ có biết làm gì nữa đâu. Tao có hai cách. Một là mày đi học thêm, hai là nhờ mấy đứa trong lớp chỉ cho. Nếu như mà đi học thêm á thì chắc phải học chung với mấy đứa lớp 7, lớp 8. Chứ học với mấy đứa lớp 12 á thì tao mới cân bằng thì làm sao mà hiểu. Nhưng mà học với mấy đứa lớp 7, lớp 8 á mất mặt lắm. Để coi. Ê, tao thấy Vinh được á, nó học giỏi nhất lớp mình. Không may mà nhờ nó kèm mày đi, được á. Vinh hả? Thằng Vinh. Vinh. Ê, tôi xin lỗi. Chơi kiểu gì vậy? Ông có sao không? Đeo chứ sao? Tôi xin lỗi, tôi không có cố ý. Tao mới vừa nghĩ được cách thứ ba rồi nè. Không may mày tự học đi, chứ mày mới gây thù chuốc oán với người có thể giúp mày rồi đó. Ân quán này có giải được không? Khó, cụ thể là không được. Thôi bây giờ không hỏi về chuyện gia đình nữa, hỏi về chuyện tương lai đi. Sắp tới tôi có khó khăn cái gì không? Rút bài. Ủa, kỳ vậy ta? Sao vậy? Rút thêm hai lá. Hai lá nữa. Tốt xấu gì bà nói luôn đi. Tuần sau ông sẽ gặp người đó. Ai? Tình đầu của ông. Tình đầu của tôi? Ủa, nhưng mà tôi đang hỏi khó khăn sắp tới mà. Ờ, thì bà ấy nói người đó vừa là khó khăn vừa là may mắn của ông. Còn hên hay xui khi gặp người đó thì tôi không biết à. Bà cho tôi thông tin về người đó đi. Người đó học chung trường với mình. Chung trường? Bằng tuổi. Bằng tuổi? Wow, hơn 3 cm. Tôi cao hơn cô ấy 3 cm hả? Không, người ta hơn ông 3 cm. Chắc không? Chắc. Không biết là cái gì, nhưng mà người ta hơn ông 3 cm lận. Nhưng mà trường mình làm gì có bạn nữ nào cao gần 1m8 đâu. Cái này thì tôi không biết à. Tôi chỉ là reader đọc bài thôi. Ông còn câu hỏi gì nữa không? Không. Để tôi về tôi suy nghĩ lại cái chuyện ngày hôm nay. Nếu mà có gì á tôi lại đi tôi hỏi bà thêm nha. Ừ. Cảm ơn bà. 100.000. Ê, khách hai VIP của mày vừa mới xem tarot xong hả? Ừ. Tao thắc mắc là rốt cuộc con nhỏ nào mà tuần nào cũng xem tarot, con nhỏ nào mà yếu tâm lý vậy ta? Bí mật khách hàng không thể bật mí. Tao mà biết nó là ai nha, tao sẽ đi khuyên nó gặp bác sĩ tâm lý chứ không phải gặp mày.
biết hết đổ chén cơm bên áo người khác quá hả? Trời, chén cơm bên áo nữa. Chỉ chứ tiền mày có được á, mày cũng đi mua chuyện hết thôi. Kệ tao. Sao? Rảnh nè, muốn coi cho không? Thôi, tao là tao không có tin mấy cái vụ này. Số phận cuộc đời tao là tự tao tạo ra thôi. Tao rút bài cho mày rồi nè. Trời ơi. Gì vậy? Trời ơi. Sao? Trời ơi. Trời ơi. Rốt cuộc người ta bị làm sao? Không nói. Ê, mày đừng chọc tức tao nha. Tự nhiên nói phần nửa không nói. Ủa? Nè. Cái con này. Ê, mày thấy cái nào hợp với tao vậy? Ê, coi giùm coi màu nào hợp với tao. Tập trung coi làm gì ngẩn ngơ nãy giờ vậy? Ủa, mày sao vậy? Nghĩ gì vậy? Thì đang suy nghĩ làm sao để được hạnh kiểm tốt nè. Lớp mình có hai thành phần, Vinh, Phương, và còn lại học dốt của tụi mình á. Không lẽ giờ tao phải nhờ bà Phương ta? Mày điên hả? Con nhỏ đó ghét tao vậy mà mày là bạn của tao. Mày nghĩ mày nhờ nó nói chuyện giúp hả? Bây giờ còn một cách, có một cách duy nhất là tao nhờ thằng Vinh. Mày quên rồi hả? Mày có nhớ hôm trước mày làm mắt nó bị bà môn, nó chưa quýnh mày là làm mai rồi đó. Chứ đó mình nhờ. Ê, chứ giờ làm sao? Ê, tao có cách này nè. Lần trước nó ghét mày đúng không? Bây giờ mày phải làm sao cho nó mang ơn mày, nó biết ơn mày, nó coi mày là ân nhân. Thì lúc đó mày nhờ nó, chắc chắn nó sẽ không thể nào từ chối được. Ê, cách này hay nha. Thì tao sẽ làm theo kế của mày. Chốt đơn. Xin chào tất cả mọi người, mình là Tiến Hải trong vai Thế Vinh. Còn mình là Thế Bằng trong vai Thụ Khoa. Và nếu như mà mọi người yêu thích tụi mình á, cũng như là phim Thiên Tài Hạng Bé, thì ủng hộ tụi mình bằng cách mua những chiếc áo này hoặc là những set bóc cạc. Và khi phim ra mắt, mọi người nhớ like, share và cùng tham gia mini game của tụi mình nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye. Bên nhau là một món quà, mãi mãi không muốn rời xa.